giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Thịnh, trưởng bộ môn Quản trị thương hiệu Đại học Thương mại Hà Nội. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, có thể thấy là ở Việt Nam chúng ta đã xuất hiện những thương hiệu lớn như là Vinamilk, Viettel hay là Vinhome. Tuy nhiên, tổng giá trị thương hiệu của chúng ta khi mà so sánh với những nước khác trên thế giới về mặt thương hiệu thì có vẻ như vẫn còn rất là khiêm tốn. Vậy ông đánh giá như thế nào, nhận định như thế nào về vấn đề này? Khi mà nói đến giá trị thương hiệu của các cái doanh nghiệp Việt Nam cũng như là giá trị thương hiệu của quốc gia Việt Nam, đúng là vẫn còn nhỏ hơn so với thế giới. Chúng ta cũng rất khó có thể là so sánh khi mà chúng ta mới chỉ có mấy chục năm đi vào kinh tế thị trường, trong khi thế giới họ đã đi trước chúng ta cả hàng trăm năm. Và cái sự phát triển kinh tế của các quốc gia như vậy nó rất là mạnh. Rất nhiều người đang có cái hàm ý so sánh giá trị thương hiệu của các cái doanh nghiệp Việt Nam với lại một số cái thương hiệu hàng đầu của rất nhiều các cái quốc gia phát triển được công bố hàng năm. Tôi nghĩ cho rằng cái việc so sánh nó rất là khó, cho nên là chúng ta phải tự hào. Rõ ràng là giá trị thương hiệu của rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam chúng ta đã có cái sự tăng trưởng một cách khá là ngoạn mục trong mấy năm vừa qua, theo đánh giá của khá nhiều những cái tổ chức. Vâng, so sánh nào thì cũng khập khiễng đúng không ạ? Vâng. Ông nhận xét như thế nào về cái mức độ nhận thức cũng như là sự quan tâm đầu tư cho việc nâng cao giá trị thương hiệu của các doanh nghiệp Việt hiện nay? Vấn đề nhận thức của các doanh nghiệp Việt Nam liên quan đến vấn đề xây dựng và phát triển thương hiệu có thể nói rằng là trong khoảng 3 năm gần đây nó có cái sự tăng trưởng khá tốt theo khảo sát định kỳ của chúng tôi. Ví dụ như năm 2015 thì chỉ khoảng độ sấp xỉ 50% số doanh nghiệp có cái nhận thức đầy đủ và có cái sự quyết tâm trong vấn đề xây dựng thương hiệu, thì đến năm 2017 vừa rồi tỷ lệ này lên đến 64%. Điều đó có nghĩa là tỷ lệ các doanh nghiệp đã có cái nhận thức đầy đủ hơn. Tuy nhiên có thể nói một điều rằng là mặc dù là có cái nhận thức đấy nhưng mà cái sự thực sự quan tâm và cái cách tiến hành các cái hoạt động xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam dường như vẫn đang mang tính manh mún, nó chưa có cái tính chiến lược, mang tính dài hạn. Và đây chính là một cái điểm rất yếu của các cái doanh nghiệp Việt Nam. Thưa ông, trong bối cảnh hiện nay đất nước ta đang chuẩn bị ký kết nhiều những hiệp định thương mại tự do thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải đối diện với rất nhiều những thách thức khó khăn. Vậy ông nhận định như thế nào về khả năng cạnh tranh của chúng ta? Kinh nghiệm trên thế giới người ta đã thấy rằng là có thể nói rằng là nếu biết khai thác tốt cái công cụ cạnh tranh, đặc biệt là khai thác cái công cụ xây dựng thương hiệu để mà làm công cụ cạnh tranh, thì điều đó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các cái doanh nghiệp Việt Nam. Đứng trước sự có mặt của rất nhiều những cái thương hiệu lớn sẽ xuất hiện tại Việt Nam và đưa sản phẩm đến với Việt Nam chúng ta. Rõ ràng các doanh nghiệp chúng ta phải biết suy nghĩ, cân nhắc và lựa chọn cho được một cái bài toán hợp lý nhất trong vấn đề xây dựng và phát triển thương hiệu. Chúng tôi thường nói rằng là người lớn, kẻ mạnh nó sẽ có cái thế riêng của kẻ mạnh và cái người nhỏ, kẻ yếu sẽ có cái thế riêng của kẻ yếu. Chúng ta đừng tự ti và mỗi một doanh nghiệp hãy xác định cho mình cái thị phần cũng như là cái khách hàng mục tiêu của mình để tìm ra cái đặc tính vượt trội của thương hiệu cũng như của sản phẩm và chúng ta sẽ đầu tư khai thác. Từ đó chúng ta sẽ có một cái cơ hội xây dựng thương hiệu tốt hơn. Vậy còn những cái giải pháp cụ thể mà các doanh nghiệp Việt chúng ta có thể làm được, làm thế nào để có thể giữ vững và phát triển được thương hiệu? Có rất nhiều giải pháp cụ thể. Tuy nhiên ở đây thì tôi chỉ xin nói có hai cái giải pháp chủ yếu nhất mà tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp cần phải quan tâm. Cái việc đầu tiên là ban lãnh đạo trước hết phải thay đổi cái tư duy, thay đổi nhận thức về vấn đề thương hiệu. Phải xác định thương hiệu nó không chỉ là đơn giản là một hệ thống dấu hiệu mà nó tất cả là lòng tin, là uy tín của sản phẩm khi cung ứng ra thị trường. Vì vậy doanh nghiệp cần phải thay đổi cái tư duy này, xác định nó như là một cái tài sản rất cần phải được đầu tư và phát triển. Vấn đề thứ hai tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp hết sức phải lưu tâm, đó là thế này. Chúng ta phải hình dung được là khi chúng ta đưa sản phẩm ra thị trường thì chỉ có sản phẩm tốt thôi là chưa đủ. Điều rất quan trọng là chúng ta phải làm cho khách hàng thấy được cái sản phẩm của chúng ta là tốt. Chúng ta phải làm thế nào cho khách hàng không chỉ là dám tiêu dùng sản phẩm của chúng ta mà thích thú, thực sự thích thú khi tiêu dùng sản phẩm của chúng ta. Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào quá trình và các cái kỹ thuật xây dựng thương hiệu mà chúng ta có thể áp dụng. Thưa ông, trước bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt như vậy thì ông có những lưu ý gì có thể gửi gắm đến các doanh nghiệp Việt? Tôi cho rằng là có một số cái lưu ý sau đây cần phải hết sức chú ý, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp mà tham gia các hoạt động xuất khẩu sản phẩm ra thị trường nước ngoài. Chúng ta phải xác lập cái quyền bảo hộ cho các cái thương hiệu của chúng ta tại thị trường nước ngoài. Đây chính là một vấn đề mà rất nhiều doanh nghiệp chúng ta đang còn rất là e ngại. Bởi vì chúng ta vẫn ỷ lại với cái cách xuất khẩu thường là xuất khẩu qua trung gian thương mại và chúng ta không có cái ý thức cũng như chưa có cái sự đầu tư thực sự để mà xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp chúng ta tại thị trường nước ngoài. Đây là một cái điều tôi cho rằng cũng rất là đáng tiếc. Vấn đề thứ hai tôi nghĩ rằng rất cần lưu ý đó là thế này, là trong thực tế hiện nay chúng ta chưa có điều kiện để mang thương hiệu riêng cho sản phẩm của mình ra nước ngoài. Vì vậy thường là mang thương hiệu chung của cả một quốc gia hoặc của cả một vùng địa lý. Vì vậy các doanh nghiệp cần phải có một sự liên kết với nhau thật mạnh để làm sao mà có thể bảo vệ được hình ảnh cho cái sản phẩm của mình cũng như thương hiệu của mình. Thực tế khi một cái quả thanh long của Việt Nam ra nước ngoài, người ta không biết đó là của doanh nghiệp nào sản xuất, người ta chỉ biết đó là quả thanh long của Việt Nam. Thủy sản của Việt Nam cũng tương tự như vậy. Vì vậy nếu như chúng ta không làm tốt cái công tác kiểm soát quá trình chế biến cũng như là quá trình chuẩn bị hàng xuất khẩu, cung ứng hàng xuất khẩu, thì chắc chắn là hình ảnh của sản phẩm Việt Nam sẽ bị tổn hại chung
chỉ vì một vài cái doanh nghiệp nào đó làm ăn không bài bản. Có thể nói thương hiệu là một tài sản vô giá, không chỉ của riêng doanh nghiệp mà đó còn là thương hiệu của cả quốc gia Việt nữa. Và đó là một bài toán mà có lẽ sẽ rất cần sự quan tâm đầu tư cả về nhận thức, cả về vật chất lẫn tinh thần của tất cả những bên tham gia. Xin cảm ơn ông với câu chuyện ngày hôm nay để chúng ta có thể giữ vững và phát triển thương hiệu Việt của chúng ta trong tương lai. Ở phần đầu chương trình, câu hỏi đặt ra là trước sức ép cạnh tranh của các doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam cần phải có chiến lược như thế nào để phát triển thương hiệu của mình trong bối cảnh hội nhập? Câu trả lời là lãnh đạo doanh nghiệp phải thay đổi nhận thức, thay đổi tư duy về thương hiệu, phải xác định đây là một tài sản rất cần được đầu tư và phát triển. Phải có chiến lược marketing cho sản phẩm để khách hàng không chỉ dám tiêu dùng sản phẩm của mình mà còn phải cảm thấy thích thú. Phải xác lập quyền bảo hộ cho các thương hiệu của mình, đặc biệt ở thị trường nước ngoài. Các doanh nghiệp cần có sự liên kết thật mạnh để có thể bảo vệ cho hình ảnh, cho sản phẩm của mình. Thưa quý vị và các bạn, đối với một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nhãn hiệu là một trong những vấn đề rất quan trọng. Đây là một công cụ để nhận biết, phân biệt, so sánh và khẳng định thương hiệu của một doanh nghiệp sở hữu nhãn hiệu đó. Vì vậy, các doanh nghiệp cần đăng ký bảo hộ nhãn hiệu để bảo vệ cho sản phẩm của doanh nghiệp mình. Đây cũng sẽ là nội dung được chúng tôi cung cấp tới quý vị và các bạn trong clip ngắn ngay sau đây. Lấy tên nhà hàng của tôi để đặt cho nhà hàng của anh. Anh làm như thế, khách hàng của tôi sẽ tưởng lầm là nhà hàng của tôi thì sao? Tôi thích thì tôi chọn thôi. Tên giống nhau nhưng cách thể hiện trên bảng hiệu là khác nhau, sao mà nhầm lẫn được? Cách thể hiện khác nhưng tên thì vẫn giống. Anh làm như thế là ăn cắp tên nhà hàng của tôi. Tôi không ăn cắp. Tên nhà hàng của tôi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Anh nhìn đi. Tôi sẽ kiện anh ra tòa. Tòa tuyên bố anh B thắng kiện. Đừng để hối hận vì không đăng ký nhãn hiệu. Hãy nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và hồ sơ đăng ký tại Cục Sở hữu Trí tuệ để là người sở hữu chính nhãn hiệu do mình tạo dựng.